Cập nhật thông tin về phiên tòa xét xử đường dây mua bán vận chuyển hơn 216 kg ma túy. Bị cáo người Hàn Quốc cùng với 16 đồng phạm bị tuyên phạt tử hình. Và đây là vụ án có ma túy, có số lượng ma túy. Và đây là vụ án ma túy có số bị cáo bị tử hình nhiều nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 11 tháng 11, sau 4 ngày xét xử, tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Kim Sun-sik, 63 tuổi người Hàn Quốc và Kang Son-hak, 30 tuổi người Hàn Quốc, Lee Thiên-quan, 58 tuổi người Trung Quốc đều cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Là người có vai trò cầm đầu, Lê Hồng Vũ, 36 tuổi nhận mức án tổng hợp là tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. 14 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình về các tội vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 bị cáo lĩnh án tù chung thân, riêng bị cáo Lê Thành Nghĩa lúc phạm tội chưa thành niên lĩnh 15 năm tù giam.